What's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của Boss Gear. Thì hôm nay mình sẽ cùng trên đây cho các anh em một cái bàn phím, có thể là một giải pháp tốt nhất dành cho những bạn nào mà chưa có đủ tiền lên phím cơ và vẫn muốn sử dụng một cái bàn phím chuyên để chơi game và có hỗ trợ game tốt. Đó là một con bàn phím bán cơ của thằng iDragon. Thì mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem con bàn phím này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên các bạn có thể thấy một cái hộp rất là to của con bàn phím này. Thì các bạn sẽ thấy con bàn phím này nó sẽ được bọc hộp giấy bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả. Ở ngoài sẽ có cái tên của bàn phím là Dragon. Và đây sẽ có chữ Game Keyboard. Cái bàn phím này hộp khá là to các bạn, nhìn có thể rất là dày như thế này. Đó, rất là hầm hố. Rồi, để mình khui hộp luôn, không có gì nhiều. Ở bên trong này chúng ta sẽ có một cái bàn phím nằm ở giữa, hoài cái túi sữa đệm bên rất là dày để bảo vệ cái bàn phím này. Đây là chắc chắn. Đây, cái bàn phím này thì hoàn toàn là bằng màu trắng nha các bạn, trắng hết luôn. Ngoài ra trong hộp thì sẽ chẳng còn gì thêm. Có lẽ con bàn phím này nó sẽ tối giản sản phẩm để có giá thành tốt nhất. Đây là chính là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, là con bàn phím iDragon. Đó. Các bạn đã thấy đây là con bàn phím giả cơ thôi, nhưng mà khi các bạn nhìn vào thì thấy một cái màu trắng trong suốt bọc xung quanh như này. Đây là cái cây của nó. Cái cây của nó sẽ được bọc trong suốt chứ không phải là những cái cây như bình thường. Đây là một con bàn phím bán cơ nha các bạn. Bán cơ tức là nó sẽ khác giả cơ ở một điểm, đó là các cái chân phím này nó sẽ làm hình dấu cộng, giống như những con bàn phím cơ vậy, để mình có thể dễ dàng chơi keycap cũng như là tạo độ nảy với lực bấm tốt hơn. Đó, các bạn có thể thấy được con này khá là giống trên con R8 1818 ấy, nhưng mà con này có làm tốt hơn là những con trên con R8 đó, thì vì cái keycap này của nó cũng sẽ là keycap double shot luôn. Đây, các bạn có thể thấy là đây là cái cap double shot luôn, chứ không phải là cái cap thường như con R8 thì nó sẽ bị bay màu. Nhưng mà riêng con này thì các bạn xài sử dụng theo thời gian rất là lâu thì cũng sẽ không bị bay màu, trừ khi bị mòn phím thôi. Rồi, mình sẽ nói sơ qua thêm về cái bên ngoài của con này. Ở đây chúng ta sẽ thấy xung quanh con bàn phím sẽ được bọc một cái lớp nhựa trong suốt khá là dày. Các bạn có thể thấy cái lớp nhựa trong suốt này. Đấy, cái lớp nhựa này sẽ giúp cho cái đèn led ở phía bên trong này nó sẽ tỏa ra đều hơn và cũng như là có hiệu ứng rất là bắt mắt. Và con này nó sẽ có, tuy là led chỉ có một dải led 7 màu chạy thành dọc phím này thôi chứ nó không có thay đổi nhiều, và một chế độ nữa là chế độ vlogging. Thì tí nữa mình sẽ show cho các bạn xem. Đó, ở đây sẽ có logo của thằng này là Dragon. Đây này sẽ có đèn báo hiệu gồm có num lock, cap lock và scroll lock. Đấy. Mà sau này chúng ta sẽ vẫn sẽ có các cái chân cao su để chống trượt. Con chân này thì mình thấy nó làm rất là to, và đây sẽ có hai cái lẫy để mình nâng độ cao độ phím lên như thế này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm các cái lỗ, ở đây là có thể là để chống thoát nước nữa. Tóm lại thì cái con này có thiết kế khá là gọn gàng và sẽ được bọc một cái lớp trong suốt dày và chắc chắn để cho các bạn có thể tỏa led ra đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ thử đến cái phần bật led cho các bạn coi nhé. Ngoài ra thì cái con này nó còn có một điểm đặc biệt nữa là dây của nó sẽ được bọc dù hoàn toàn luôn. Như này, dày và chắc chắn. Ở đây nó sẽ có thêm cả cục chống nhiễu nữa. Rồi, mình sẽ thử tắt bớt đèn đi và bật điện cho các bạn coi nhé. Sau khi mình đã tắt bớt đèn đi thì các bạn đã thấy được cái độ lung linh của con này. Nguyên cái bàn phím này nó sẽ được tỏa sáng đều ra tất cả các thân bàn phím luôn, chứ không như những con bàn phím khác thì nó chỉ tỏa ở trên keycap thôi, ở những cái phần đèn led này thôi, chữ này thôi, thì còn cái con này nó sẽ tỏa hết tất cả phím luôn. Đó là do nhờ cái lớp bọc trong suốt của con bàn phím này. Đó, cái đèn led của nó tỏa rất là đều.
và cái key card của nó double shot xuyên led luôn, các bạn yên tâm là nó sẽ đủ sáng để cho các bạn có thể nhìn thấy chữ để mình gõ ban đêm, và nó sẽ không bao giờ phai chữ luôn. Đó, nó là đẹp. Ngoài ra thì con này nó cũng chỉ đơn giản là nó chỉ có hai chế độ led thôi, đó là chế độ printing tức là chế độ chớp tắt ấy. Thì nếu mà các bạn muốn chuyển sang chế độ đấy thì các bạn ấn Fn với lại ấn nút đèn led này thì nó sẽ chuyển sang chế độ printing. Mình ấn thêm một lần nữa thì sẽ chuyển sang chế độ tắt led, và ấn một lần nữa thì nó sẽ sáng nguyên. Ở đây mình có thể chỉnh được tăng giảm độ sáng tối của đèn led bằng cách Fn với up và về down thế này. Đó là đơn giản thôi. Còn ở chế độ Breathing thì mình cũng có thể chỉnh tăng giảm tốc độ bằng Fn và ấn nút qua phải và qua trái. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử đến cái cảm giác gõ của con này. Vì con này nó là bàn phím bán cơ nên cảm giác gõ của nó cũng sẽ rất là sướng, sướng hơn những cái con bàn phím bình thường rất là nhiều. Tại vì nó sẽ có độ nảy tốt hơn và cũng như tiếng nó cũng sẽ phát ra to hơn là những con bàn phím thường. Mình sẽ thử gõ một đoạn cho các bạn nghe nhé. Ok, bây giờ mình sẽ gõ một đoạn văn bản cho các bạn xem cái tiếng gõ của con này. Các bạn có thể thấy là tiếng gõ của con này kêu cũng khá là to. Tuy nhiên thì cảm giác gõ thì nó không giống thể nào giống bàn phím cơ Blue Switch được, mà nó sẽ gần giống như là phím Brown Switch, tức là sẽ có cảm giác gõ qua một cái khớp và cái độ nảy của nó sẽ nặng hơn là Brown, giống như Blast vậy. Ngoài ra thì con này nó hoàn thiện các cái phím dài rất là tốt, những ví dụ như là phím Shift như này hoặc là phím Cut, thì khi mình gõ sẽ không có cảm giác gõ nghe tiếng lò xo như những con bàn phím khác, mà sẽ có cảm giác nghe rất là đầm thích tai. Đó, cảm giống như là những cái con bàn phím cơ mà hạng sang vậy đấy. Thì với tầm giá chỉ có hơn 300 ngàn thôi thì có lẽ đây là một cái lựa chọn tốt nhất trong các cái con bàn phím giả cơ mà nói về cảm giác gõ nhé. Còn nếu mà nói về led thì có lẽ là không thể nào qua được con Lang Tu rồi. Thì nếu các bạn muốn thử trải nghiệm con này thì có thể đến trực tiếp shop của mình để trải nghiệm, hoặc là các bạn muốn mua thì mình để link ở phía bên dưới để các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé. Bye bye. Đừng quên like và subscribe giúp mình nhé.